Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về tiểu sử tiền vệ Lương Xuân Trường. Tiền vệ Lương Xuân Trường sinh ngày 28 tháng 4 năm 1995 tại tỉnh Tuyên Quang. Anh là một cầu thủ bóng đá trẻ người Việt Nam. Anh từng thi đấu cho câu lạc bộ Gangwon của Hàn Quốc theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Lương Xuân Trường sinh ra trong một gia đình có hai người con, trong đó anh là con út, trên anh còn có một người chị gái. Cha anh là ông Lương Bách Chiến, làm việc tại công ty điện lực tỉnh Tuyên Quang. Ông cũng từng là một cầu thủ bóng đá nghiệp dư trong quân đội và là giám đốc của đội bóng đá nam của công ty điện lực Tuyên Quang. Vốn có niềm đam mê từ nhỏ, cộng với niềm đam mê của chính người cha mình, Xuân Trường bắt đầu chơi bóng từ khi anh mới 5 tuổi và được người cha của mình trực tiếp huấn luyện. Sau này khi lớn lên, anh trở thành đại diện cho tỉnh Tuyên Quang tại các cuộc thi bóng đá trẻ. Năm 2007, trong một lần ở cuộc thi bóng đá trẻ của Hà Nội, khi đó anh là thành viên của đội U13 tỉnh Tuyên Quang, anh đã gặp huấn luyện viên của học viện Arsenal GMC và anh đã được huấn luyện viên nhận vào học viện này. Đến tháng 11 năm 2012, sau một màn gây ấn tượng khi anh cùng các cầu thủ của đội mình đánh bại đội U17 Arsenal, ngay sau đó anh đã được lời mời đến tập luyện cùng với đội U17 Arsenal FC. Có thể nói, trong suốt những năm 2013 đến năm 2014, anh là đại diện cho đội tuyển U19 trong tất cả các cuộc thi đấu như giải bóng đá U19 châu Á. Năm 2015, anh được chọn vào làm cầu thủ của đội tuyển Hoàng Gia Lai. Tại đây, anh được thăng chức làm đội trưởng. Anh chính thức tham gia vào mùa giải V-League 1 vào ngày 4 tháng 1 năm 2015. Và ngay trong trận đấu đầu tiên, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội mình. Tháng 2 năm 2015, Xuân Trường được tuyển vào đội tuyển U23 Việt Nam để luyện tập và thi đấu trong các giải quốc tế. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2015, anh chính thức gia nhập đội Incheon United sau khi ký hợp đồng 2 năm cho đội tuyển này. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi ở giải K-League của Hàn Quốc. Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United đến câu lạc bộ Gangwon FC trên hợp đồng cho mượn 1 năm. Sau đó anh chính thức kết thúc hợp đồng cho mượn về thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tới nay. Hôm ngày 6 tháng 4 năm 2021, nhiều bạn bè người thân của tiền vệ Lương Xuân Trường đã nhận được thiệp mời đám cưới của anh. Theo đó, cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ dự định làm lễ ăn hỏi vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 và lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2021 sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 của World Cup 2022. Đám cưới của Xuân Trường sẽ diễn ra tại quê nhà Tuyên Quang. Được biết, vợ sắp cưới của tiền vệ Lương Xuân Trường có tên là Ngô Mai Nhuệ Giang. Cô nàng sinh năm 1993, hơn Xuân Trường 2 tuổi. Cô tốt nghiệp đại học RMIT. Cô xuất thân trong một gia đình có gia thế khủng và đang sinh sống ở Hà Nội. Vợ sắp cưới của Lương Xuân Trường sở hữu vẻ ngoài không thua kém bất cứ hot girl nào. Nhuệ Giang sở hữu nhan sắc được đánh giá là hot girl với khuôn mặt trái xoan, cặp mắt to tròn và làn da trắng. Thông tin về Nhuệ Giang không có nhiều. Cô cũng thường xuyên từ chối trả lời báo chí về chuyện tình cảm của mình với Xuân Trường. Hồi năm 2018, sau khi Xuân Trường trở lên nổi tiếng nhờ góp mặt trong các giải đấu quốc tế, danh tính của Nhuệ Giang mới tiết lộ. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.